Anh Nguyễn chào bác nhá. Và anh Nguyễn chào tất cả những ai là tín đồ về dòng La Mỹ. Trong clip này, em trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn về một mẫu loa có thể nói là hết sức quen thuộc và nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Khi nói về dòng loa JBL là các bác là những người đam mê âm thanh và yêu ca hát, có lẽ là không ai là lẫm gì. Bởi là một thương hiệu, một đẳng cấp, nó quá nổi tiếng không những ở tại thị trường Việt Nam mà còn toàn thế giới. Thì ngày nay em phải được hai đôi loa JBL xuất sắc, đẹp góc cạnh, tức là chỉ còn thiếu mỗi từ là thiếu hộp số thôi. Đôi thứ nhất đó là đôi loa JBL có model là 938. Thì đây là dòng loa được Mỹ sản xuất và dòng loa sử dụng 3 đường tiếng bass, trung và tép. Riêng nói về loa Mỹ thì nó thể hiện rất tốt về chất âm, tức là tái tạo âm thanh một cách trung thực quá nhá, rõ ràng, tinh tế, giải nào ra giải đó, tức là bass ra bass, trung ra trung và tép ra tép. Trong khi đó thì ngoài cái chất âm hay ra thì dòng loa Mỹ nó có một cái mùi thơm rất là quyến rũ. Khi các bác đã nghe hay rồi, kết hợp mùi thơm rồi thì em nghĩ là không còn cái gì để chê nữa. Nó tạo cho người nghe một cảm giác, một cảm xúc rất lãng mạn, rất tuyệt vời. Thì đó là loa Mỹ. Thì dòng loa này, cái quan trọng nhất các bác quan tâm về dòng loa Mỹ đó là độ đẹp, thứ hai là độ zin, thứ ba là giá cả. Thì đôi loa này có giá là trên 30 triệu các nhé, trên 30 triệu đấy. Và zin của nó là zin tuyệt đối, tức là bass zin, trung zin và tép zin phân tần, thậm chí cả cái tem như này bác này vẫn còn zin của nó luôn, và đẹp trong dạng xuất sắc góc cạnh luôn. Đây này, từ những cái bo góc cạnh nó đẹp không tì vết. Cái đô la này em đang chào bán với giá là hơn 30 triệu và càng đánh to càng mùi thơm mạnh. Các nhà chi tiết chưa? Và đô la thứ hai là em về hôm nay, có lẽ là em nghĩ là nó không có đô la nào nó đẹp hơn nữa. Từ trước em bán loa thì chưa có một đô la đẹp như đô la JBL 838 này, tức là nó gần như mới nhá, nó gần như mới luôn. Nói từ mới thì không phải, nhưng nó gần như mới về độ sắc nét, độ chi tiết và mọi thứ nó cực kỳ là sáng bóng đẹp và bắt mắt. Thì đô la có model là 838, nó cũng giống như 938, bass 50 đấy, trung 25 và check kèn. Thì đô la này có giá là hơn 20 triệu bác nhá. Đấy, xuất sắc, rất là thơm luôn, em luôn cần mùi thơm. Và em hôm nay về được hai quả súp nữa, hai quả súp này có model là 918 đấy. Loa Mỹ kết hợp với là súp Mỹ thì quá không có gì để chê nữa, rất là mềm mại, nghe bolero như rót mật vào tai, nghe nhạc sàn thì nó rất là êm ả và rất là thúc giục người nghe. Em mời các bác nghe một đoạn nhạc sống. Em đã ghép với một cụ đẩy BOGZ với một chiếc phang DB Acoustic S750. Các bác có thể nghe. Câu chuyện vào cái dòng này chủ yếu là nó đắt thôi bạn, nhưng đúng là nó hay, nó không như hay nhưng mùi thơm ạ, càng đánh to càng thơm luôn. Nếu các bác và những người chơi đam Mỹ chỉ cần đặt đôi loa này, những anh em làm đam mê thật sự nhìn nó biết là ngay đẳng cấp của chơi nhạc cũng như phong cách ngày chơi nhạc rồi, rất là chất lượng luôn, không chê được, zin nào 100%. Các bác có nhu cầu hãy lại với em theo số điện thoại 0936553410. Em đã bán loa Mỹ là chất, khẳng định bao nhiêu là chất, bởi vì là em đã bán rất nhiều rồi. Về được hai đôi bác nhá, một đôi loa JBL 838, một đôi là 938, và được hai một đôi súp 50. Nếu đánh đồng bộ này thì miễn mà chơi, các bác chỉ cần cô đẩy 4 cây như này thôi là quá ok. Một chiếc vang số, một chiếc lưng tiếng là ok. Còn này hát karaoke thì miễn là bài là lời rất rộng và sang sáng. Anh em chào bác nhá.